Cách đây 15 năm khi về với lại trường trong một cơ sở báo Anh Trang thì mình phát hiện ra là các em ở trong trường có nhiều cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhiều em là mất cả cha lẫn mẹ, nhiều em là gia đình phải ly tán, các em thiếu cái sân chơi. Do đó là mình có cái suy nghĩ là thành lập ra một cái câu lạc bộ đội nhạc kèn. Thời gian đầu tiên khi mới thành lập đội thì đội gặp rất là nhiều khó khăn. Và đặc biệt đó là nhạc cụ là thiếu rất là trầm trọng. Thì số các em ở trong đội rất là ít, khoảng 10 em thôi. Nhưng mà đến thời điểm này số lượng các em ở trong đội là cứ duy trì hàng năm đều đặn là trên 100 em. Để qua đó giúp các em có nhiều cái niềm vui hơn để vượt qua mọi khó khăn ở trong cuộc sống. Em tham gia đội được 5 năm rồi. Ba mẹ em là gia đình khó khăn nên là ba mẹ em chuyển về quê ở. Em xin ba mẹ ở đây tại vì niềm đam mê của em với đội nó nhiều quá. Lúc đầu thì cái kỹ thuật lấy hơi rồi cách thổi thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà chỉ cần rèn luyện tập với lại mấy anh chị có khuyên bảo nên là em cũng quen dần với cái kèn. Các em đã phục vụ ở các buổi lễ lớn của quận, của thành phố và các tỉnh lân cận, nhiều lần đi công diễn trong nước và ngoài nước và được công nhận là đội nhạc kèn Guinness Việt Nam vào 2008.